tại sao xổ số kiến thiết được hoạt động hợp pháp còn lâu đời thì không? Đã bao giờ bạn đặt ra những cái thắc mắc về vấn đề này chưa? Nếu có rồi nhưng chưa tìm ra câu trả lời thì hãy cùng theo dõi hết video này nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn. Trước tiên thì chúng ta cần phải đi tìm hiểu lô đề. Lô đề là cách gọi chung của lô và đề, và cả hai hình thức này thì đều dựa trên kết quả xổ số ba miền Bắc Trung Nam và thường có vào lúc 18:30 hàng tối. Về đề thì đây được xuất hiện trước và có cách chơi rất đơn giản. Theo đó người tham gia chỉ cần dự đoán hai số cuối cùng của giải đặc biệt. Tỷ lệ đặt cược thông thường là 1/70 hoặc 1/80, nghĩa là cứ đặt cược 1.000 đồng thì có thể ăn từ 70 cho đến 80.000 đồng. Đề thì có rất nhiều biến thể nhưng tỷ lệ trả thưởng lớn nhất là loại hình dự đoán 3-4 số cuối của giải đặc biệt, với mức trả thưởng lần lượt là 1/960 và 1/8880. Còn lô thì xuất hiện sau, tuy nhiên cái cách trả thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh khi mà cái tỷ lệ trúng giải vô cùng lớn, bởi người tham gia chỉ cần dự đoán hai số cuối cùng của tất cả các giải chứ không riêng gì giải đặc biệt. Thế nhưng về bản chất thì cả hai hình thức này đều dựa trên cái tính may rủi của người chơi. Chính vì vậy thì có rất nhiều người đã đổ hết tài sản cũng như đổ hết tiền bạc của mình để nuôi cái con đề đó, với mong muốn là đổi đời sau 18:30. Chính vì điều này thì không khó để nhìn thấy rất nhiều gia đình tan gia bại sản, rất nhiều gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc mỗi người một hướng. Có thể thấy hệ lụy xảy ra vô cùng lớn, và điều này thì cũng không khó khi mà nhà nước quy định cấm cái việc chơi lô đề, và căn cứ vào mức độ như là tính chất của cái vụ việc thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt tù có thể lên tới 7 năm tù theo quy định tại điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Còn về xổ số kiến thiết thì sao ạ? Đây là hoạt động kinh doanh xổ số hiện nay được đặt dưới sự quản lý như là giám sát rất chặt chẽ của nhà nước và pháp luật. Cụ thể có những văn bản quy định về kinh doanh xổ số kiến thiết như sau. Đầu tiên là Nghị định 30 năm 2017, nghị định của Chính phủ. Thứ hai là Nghị định 78 năm 2012, hay là Nghị định 151 năm 2018. Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng quy định, hay là Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2013 cũng quy định về vấn đề này. Và căn cứ vào khoản 1 điều 1 Nghị định 78 năm 2012, nghị định của Chính phủ thì đã xác định rõ xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước và cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí của bộ phận người dân có thu nhập chính đáng và đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ số này không chỉ là trả thưởng cho người chơi, trả hoa hồng cho những nhà phân phối mà còn đóng góp một khoản vào ngân sách nhà nước để dùng cho lợi ích công cộng. Chưa kể đối với bản thân người chơi, khi mà trúng giải thưởng thì người chơi này còn phải trích ra một phần cái khoản thưởng của mình để đóng vào ngân sách nhà nước với danh nghĩa là thu nhập cá nhân, được quy định tại điều 15 thông tư 111, thông tư của Bộ Tài chính. Trong khi ấy, hoạt động lô đề thì mang tính tự phát vô cùng cao, tỷ lệ ăn thua thì cao đến bất thường và quá nhiều luật chơi đối với người chơi. Và việc chơi lô đề này thì thường kéo theo cái hệ lụy vô cùng tiêu cực, mà điển hình đó là tín dụng đen. Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn.